Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Đức Hà Review. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm này. Cách đây vài năm thì nó rất hot nha các bạn. Còn hiện tại thì nó vẫn đang còn sử dụng được nha. Đây là một cái box TV nha. Telebox TV nha. Thu DVB-T2 nha các bạn. Và trong cái đợt sale ngày 9 tháng 9 của Lazada thì sản phẩm này được bán với giá là 229 ngàn nha. Mua trên Lazada nha các bạn. Đây, cái sản phẩm này thì thu sóng DVB-T2 để xem được nhiều kênh truyền hình hơn nha các bạn. Cái này thì chắc các bạn cũng đã biết nha. Đây là truyền hình số mặt đất nha. Đầu thu truyền hình số mặt đất nha các bạn. Và link của mua sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video để bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này về để sử dụng cho những cái dòng TV cũ nhà mình thì các bạn xuống phần mô tả video để lấy link mua hàng nhé. Và trong cái đợt 9 tháng 9 này thì Lazada cũng có tổ chức chương trình siêu sale, có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và có rất nhiều mã giảm giá để các bạn mua được những sản phẩm với giá ưu đãi nhất nhé. Và cái link chương trình sale ngày 9 tháng 9 trên Lazada mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video để bạn nào có nhu cầu mua hàng hoặc tìm hiểu thì các bạn kích vào đường link để xem chi tiết nhé. Và đây là cái hộp sản phẩm của chúng ta nha. Đây là Telebox nha các bạn. DVB-T2 Full HD luôn nha các bạn. Đây, xung quanh của sản phẩm nha. Đây, Telebox. Phía sau này có một số thông tin nha các bạn. Đây, phía sau có một số thông tin nha. Về kết nối, về hỗ trợ nha. Và bây giờ mình sẽ mở sản phẩm này ra xem thử bên trong nó như thế nào nha các bạn. Và đây là cái dây này là dây AV nha các bạn. Đây, hai đầu nha, có ba màu này, vàng, trắng và đỏ nha. Và đây là một cái điều khiển nha, và sách hướng dẫn sử dụng. Đây là phiếu, đây là quy chế bảo hành của sản phẩm nha. Đây là quy chế bảo hành, đây là phiếu bảo hành nha các bạn. Và được tặng hai viên pin nha các bạn. Rồi, và đây là sản phẩm chính của chúng ta nha. Sẽ mở ra xem thử. Đây là sản phẩm chính của chúng ta nha. Đây là cái logo của truyền hình số mặt đất DVB-T2 nha. Đây là Telebox. Và đây là phía trước nha. Mình sẽ bóc siêu em nó ra luôn nha. Đây, ở phía trước thì cái này là có một cái màn hình nha và ba cái nút ấn nha các bạn. Đây, ba cái nút ấn nha. Lên xuống nè, và cái này như quay lại hay sao các bạn. Đây, cái logo này. Phía bên này thì có một cái dãy tản nhiệt nha. Vì cái này thiết kế toàn là bằng kim loại hết nha các bạn. Và mặt phía sau của chúng ta thì có cái cổng này để chúng ta cắm cái anten vào nha. Và USB này. Đây là HDMI nha, ba cái cổng này là ba cái cổng của AV nha. Đây là cái dây nguồn nè các bạn, đây là dây nguồn nè. Và bên này cũng giống như vậy, thì cũng có những cái khe để chúng ta tản nhiệt nha. Bên trên này cũng có khe tản nhiệt nè các bạn. Còn ở bên dưới này thì cũng đây có bốn cái chân nè, chân đĩa nè, để giúp ta tỏa khí nhiệt ra nha. Và đây là tổng quan thiết kế của sản phẩm nha, rất nhỏ gọn nha các bạn. Đây. Thì sản phẩm này các bạn có thể sử dụng USB, các bạn cắm vào nghe cũng được nè. Và nó có hai chuẩn kết nối qua TV nha các bạn. Các bạn có thể kết nối qua dây HDMI hoặc dây AV là dây này nè các bạn, ba màu này các bạn. Nhưng mà kết nối qua HDMI thì nó sẽ rõ hơn nha. Còn những cái TV nào mà xưa nói chung không có hỗ trợ HDMI thì các bạn cắm cổng AV này cũng được nha. Cắm theo thứ tự này với kết nối qua TV và cắm băng tên vào, cắp nguồn vào thì nó sẽ hoạt động nha các bạn. Và đây là một cái điều khiển của nó nha. Đây, cũng có lên xuống số rồi đầy đủ nha các bạn. Và trong thời buổi này thì cái sản phẩm này nó hầu như ít được sử dụng nha. Còn những vùng nông thôn á thì vẫn còn một số gia đình sử dụng tivi đời cũ. Thì các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để đường link mua hàng dưới phần mô tả video. Và cái link chương trình
siêu sale ngày 9 tháng 9 của Lazada mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video để bạn nào có nhu cầu tham khảo và lựa chọn những sản phẩm mình yêu thích và cần thiết cho gia đình của chúng ta thì các bạn vào đó thể tham khảo và cho vào giỏ hàng nha. Và sưu tập những mã giảm giá để ngày 9 tháng 9 chúng ta mua sẽ được nhận những ưu đãi hấp dẫn nha. Và được những sản phẩm có giá tốt nhất cho chúng ta nha. Và bây giờ mình sẽ đi kết nối sản phẩm này vào với cái TV để xem thử sản phẩm này nó hoạt động như thế nào và nó dò được bao nhiêu kênh và hình ảnh sắc nét hay không nha các bạn. Rồi các bạn hãy đi theo mình nhé. Khi mình kết nối với TV thì mình có hai phương thức kết nối. Một là mình có thể sử dụng cái dây AV này nha các bạn. Mình kết nối vào ba cái cổng AV này nè. Mình cắm đúng màu thôi. Với lại rồi mình sẽ cắm với lại ba cái cổng AV phía sau này. Đúng chiều, đúng màu là nó sẽ hoạt động được. Còn nếu các bạn TV các bạn có cái cổng HDMI á, đây mình đang cắm cái cổng HDMI đó các bạn. Thì cái cổng HDMI nó sẽ cho ra chất lượng của hình ảnh nó sẽ được sắc nét hơn nha các bạn. Đây, và cắm nguồn và cắm dao tay vào và chúng ta khởi động lên nha. Bây giờ mình sẽ lật cái TV lại và khởi động lên xem cái box này nó hoạt động như thế nào nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ khởi động cái TV của mình lên nha. Và cái đầu này nó cũng có đang hoạt động rồi nha các bạn. Và đây là cái giao diện của cái đầu thu DVB-T2 nha. Và mình sẽ sử dụng điều khiển của nó để điều chỉnh nha các bạn. Đây là hướng dẫn cài đặt nha. Đây là sản phẩm này là có tiếng Việt nha các bạn. Nên rất sử dụng, dễ sử dụng nha. Đây ngôn ngữ các bạn chọn tiếng Việt nè. Đây là ngôn ngữ các bạn có thể chọn tiếng Việt hay là tiếng gì đó các bạn chọn nha. Và ở dưới này là các bạn chọn đất nước nè, Việt Nam nè. Đây là tìm kiếm kênh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống tìm kiếm kênh nha. Đây, ok, tìm kiếm kênh nha. Và hiện tại nó đang dò kênh nha các bạn. Và hiện tại nó đang dò kênh cho chúng ta đó các bạn. Nó ra được một số kênh rồi đó. Cái nạp bóc này sử dụng, cái đầu thu này sử dụng rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn chờ một tí nha, là nó sẽ ra nha. Đó, nó ra rất nhiều kênh nha. Khi nào nó chạy đủ 100 là nó dừng lại nha các bạn. 100% là nó dừng lại. Và cái dò kênh này nó tùy thuộc vào cái anten của mình nữa nha các bạn. Anten các bạn để ở cao hay thu sóng tốt thì nó sẽ dò được nhiều kênh truyền hình hơn nha. Như vậy là nó đã lên rồi nha các bạn, đã dò được đài nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra kênh nha. Đây là kênh nha các bạn. Được cũng khá nhiều kênh đấy các bạn, VTC, VTV cũng có nha. Đây có những kênh lạ nữa nè. Đây có rất nhiều kênh nha, truyền hình nha. Mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Vì sợ nó đôi khi nó sẽ có nhạc bản quyền nên mình xin tắt tiếng của cái TV nha. Cho các bạn xem hình thôi nha. Đó, cho các bạn xem nha. QRT nha. Đây, các bạn có thể quan sát nha. Rất là nhiều kênh nha. À, các bạn thích kênh nào thì các bạn vào đó. Ở đây hiện tại thì mình chỉ dò được khoảng 61 kênh nha các bạn. Đây. Các bạn có thể xem nè. Đó, hình ảnh nó sắc nét nha các bạn. Còn cái TV mà chúng ta coi bằng anten analog bình thường thì nó sẽ có bóng nhiễu nha. Và cái đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 này nó rất thích hợp cho những gia đình nào ở quê còn đang sử dụng những cái TV đời cũ nha các bạn. Thì sử dụng cái bóc TV này nó sẽ
coi hình ảnh, nó cho ra hình ảnh cho chúng ta coi nó sắc nét hơn nha các bạn. Đó là hình ảnh mình cho các bạn coi thực tế đó nha. Và cái remote này nó sử dụng cũng đơn giản thôi các bạn. Mình cảm nhận thì cái box TV này giá nó rất là rẻ nha các bạn. Khi mà lúc nó mới ra thì cái giá cái box TV này tầm khoảng 500 đến 1 triệu nha các bạn. Nhưng bây giờ thì cái giá nó giảm rồi. Bây giờ thì hầu như nhà nào cũng có đã sử dụng cái TV mà kết nối Wi-Fi, TV thông minh nha. Nhưng mà ở vùng quê thì có rất nhiều bà con vẫn đang sử dụng cái TV thế hệ cũ. Thì các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này về để cho ông bà cha mẹ của chúng ta ở quê xem á, thì các bạn hãy xuống phần mô tả video. Mình sẽ để đường link mua sản phẩm này dưới phần mô tả video để bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, bạn xuống đường link dưới phần mô tả các bạn mua nhé. Và ngày 9 tháng 9 này Lazada cũng sẽ tổ chức chương trình sale khuyến mãi, nên mình cũng sẽ để link chương trình dưới phần mô tả video nhé. Và chương trình sale ngày 9/9 trên Lazada diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 nha các bạn. Và link chương trình mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và link voucher mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video. Và link free ship mình cũng để dưới phần mô tả video. Các bạn cứ xuống phần mô tả video để sẽ có đầy đủ tất cả các link để các bạn vào để tham khảo và lựa những sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình và để ủng hộ mình có động lực cho ra nhiều video hay hấp dẫn để phục vụ tất cả các bạn tham khảo giải trí trước khi hoàn nhé. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc thật vui. Xin chào là các bạn những video tiếp theo. Xin chào.